tiếp tục lại về một chứng minh cực kỳ chất cho anh em ơi. Thật sự thì mấy ngày hôm vừa rồi thì anh em hỏi em Tuấn Hải Dương là những con chiến binh đấu dàn các thứ rất là nhiều, con hàng tiềm năng móc số thì thật sự đợt này săn khá là khó anh em ạ, vì bây giờ cái thời tiết ngoài Bắc nó không được ổn định ấy. Nhiều con đi test nó không được ok đâu, nên là em Tuấn cũng không bắt anh em ạ. Lay lên sóng cho anh em con chim này, anh em nhìn cái hình bộ này, vai ngực cực kỳ lở luôn, đầu mặt dữ anh em nhé, màu như kiểu là màu tê ấy. Em nghĩ là nó là đá lân thôi anh em ạ. Con chim này thì em Tuấn Hải Dương chia sẻ luôn với anh em là em biết con này từ lúc nó là mộc luôn anh em ạ. Vì con chim này lúc mộc ấy, nếu mà chính xác nhất ấy, lúc mộc là nó màu nó tê tê cơ anh em ạ, nhưng sau thay lông thì nó không còn màu tê như lúc mộc nữa anh em ạ. Con chim này thì được tầm khoảng 2 vụ anh em nhé, 2 vụ hơn 2 vụ anh em ạ. Chơi cực kỳ đều, lướt cầu cực kỳ tốt anh em ạ. Con này thì gọi là chạy cầu miễn bàn luôn anh em ạ. Lết nó găm chim mà nó cầu cực kỳ tốt luôn. Đây trên chim thì 100% là chim sạch của dân. Anh em nhìn này, nông ná nó sẽ hơi bẩn một chút vì người ta chăm nó kém anh em ạ. Con này cầu nhiều nhưng mà cực kỳ ít lên vanh anh em nhé. Con này em nghĩ là anh em về đánh lồng thái hoặc lồng sinh, em nghĩ là khả năng nó ra lết nó sẽ ngon hơn anh em ạ. Lết rất là dữ luôn, bộ nhìn trông như kiểu mình củ đậu anh em ạ, vài ngực lở rất là ok luôn anh em ạ, mặt nó dữ lắm anh em ơi. Lết cầu thì khỏi bàn. Con chim này thì em xem quá nhiều lần rồi, vì thực sự thì em chia sẻ với anh em rồi là em biết từ lúc nó là mộc cơ anh em ạ. Này, con chim này thì em rất là rõ, dãi lực cực kỳ khỏe luôn, đánh tầm 2,5 tiếng lực vẫn vô tư luôn anh em ạ, đánh găm lắm anh em ạ. Anh em nhìn cái quả hề thần thái này quá là ok rồi. Rồi ok anh em xem clip chim nó đánh trên giàn này anh em thẩm nhé. Thật sự ở đây toàn đánh xung quanh, toàn những cái con thi thố cứng và chim đấu trường luôn anh em ạ. Mà nó đánh anh em nhìn có thua kém hay đâu, đánh rất là đều luôn anh em ạ. Cầu tốt mà găm chim anh em ơi. Thật sự thì con chim này thì em chia sẻ luôn thì nó sẽ hơi cao tiền một chút, nếu mà anh em nào không biết thì đấy này, nghĩ là con chim nó bình thường mà lại cao tiền. Nhưng thật sự thì anh em nhìn này, anh em thẩm thì con chim từ cái hình bộ này rất là lực này, thứ hai là cái tốc độ cầu của nó rất là ok luôn, và con chim ấy nó lực nó cực kỳ bền luôn anh em ạ. Này em test nó dãi 2,5 tiếng đánh vẫn còn ok anh em ơi, đánh quá là đều luôn anh em ạ. Đây chim thì thật sự lúc nào thì em Tuấn đi kệ, đi xem chim thì cũng test nó đủ ở góc mọi góc giàn này, và test với chim thì nó phải là test với chim căng, chim dữ anh em ạ. Đây anh em nhìn cái chim xung quanh là biết toàn những con chim thi cứng với chim đấu trường chung kết các thứ quá nhiều luôn anh em ạ. Mà con này nó có sợ đâu, vẫn đánh cực kỳ đều luôn. Nếu mà anh em xem nhìn xem ấy, con chim này lết nó còn ngon hơn các con khác luôn anh em ạ. Đánh rất là đều luôn. Con này thì em Tuấn Hải Dương giao lưu chia sẻ cho anh em với giá là 6,9 anh em nhé. Tặng cho anh em lồng ép anh em ạ. Nói chung là giá trên thì chắc chắn là em không bớt nữa rồi anh em ạ. Nên anh em nào yêu thì anh em bắt thôi. Chứ thật sự bây giờ đi săn mà kiếm được những con như này thì nó rất là ít rồi anh em ạ. Nó bỏ công sức ra khá là nhiều anh em ơi. Mà nó kiếm, quan trọng là kiếm được những con chim sạch mà chim nó chưa khai thác ấy, hàng ngon cho anh em nó ít lắm. Đánh cực kỳ đều mà nó giữ chim lắm anh em ơi. Anh em về đánh thử lồng thái hoặc lồng sinh, em nghĩ nó sẽ ra lết nó ngon hơn anh em ạ. Cầu mỏ cực kỳ đều luôn anh em ạ. Lết nó găm đánh đều. Anh em nhìn cặp chân rất là ok luôn anh em ạ. Cặp chân cực kỳ đẹp luôn, hai chân song song. Đấy anh em nhìn chưa, cứ thi thoảng hứng lên là nó lại đánh một cái phách, đánh tốc độ luôn, cầu tốc độ luôn anh em ạ. Quá là mãn nhãn cho anh em. Cầu cực kỳ hiệu luyện luôn anh em nhé. Nói chung là thật sự thì em cũng chỉ muốn, mong muốn là đi bắt những con hàng khủng như này cho anh em thôi. Nó về anh em chăm gột nó sướng anh em ạ. Nhưng mà thật sự thì giờ kiếm nó khó lắm. Trước thì anh em thấy ví dụ tầm này năm ngoái thì rất là nhiều,
Nhưng tầm bây giờ ấy, ví dụ như chim sạch của dân thì khó lắm anh em ạ. Năm nay ấy, thời tiết nó không ổn định nữa anh em ạ. Nên là đi test thì em cũng phải test vài ba lần thì em mới mua, chứ không phải là mình xem một lần là mình mua đâu anh em ạ. Con chim mình phải xem nó độ bền và cái nết nó có ổn định hay không. Rồi ok, anh em xem clip nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hải Dương nhá.